Đây là sáng thứ ba ở Malaysia. Giờ chuẩn bị đón thứ năm, chuẩn bị đón tàu điện đi ra Sipan. Giờ là 6:30 sáng ở Malaysia. Mình đã loại bộ tới cổng của trường đua xe bánh. Giờ mấy anh em sẽ ghé sạp của Moto hoặc lấy vé. Hầu như trên sân là tràn ngập fan của Rossi rất nhiều. Mấy anh em sẽ đi video trong sân video, trong video, 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 video,
giờ đi về khách sạn thôi anh em ơi, nắng quá rồi, dân nắng nguyên ngày rồi.